Kính thưa quý vị, người Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và hân hạnh để giới thiệu đến quý vị cô, Brian, cô Brenda Vi Huỳnh, một người mà chuyên môn lo những cái dịch vụ an sinh xã hội, được Medicare, các dịch vụ đủ thứ lung tung cả. Cái gì mà quý vị cần ở những dịch vụ thành phố, quận hạt, county, chính phủ thì có thể nào nằm trong phạm vi giải quyết của cô. Do vậy quý vị biết cô phải đi học rất là nhiều. Trong thời gian vừa qua quý vị bắn cô trong hai tháng. Rồi cô đi bổ túc, đi tu nghiệp, đi học hỏi vân vân Rồi bây giờ về thì đấm đầu trong công việc, đủ thứ công việc chờ đợi. Bao nhiêu hội thảo đang mở ra vân 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 Và ngày hôm nay để cho chia sẻ được một số thông tin cập nhật cho quý vị. Cô dù rất là bận rộn, vẫn dành chúng tâm thời gian. Cảm ơn cô. Mời cô gửi lời chào của quý vị. Con xin kính chào chú Nam và con xin kính chào quý bác cũng như quý khán khán giả của đài đang lắng nghe và xem chương trình của hai chú cháu con ừ. rồi trước khi vào đề thì có lẽ quý vị một chi tiết quý vị nghe quý vị sẽ cần để liên lạc thì số điện thoại liên lạc với con sau giờ là số mấy con Thưa chú và thưa quý bác số phone là 408310 0315 và dạ 408 310 0315. Số thứ hai là 408 303 6306 và dạ 408 303 6306. Ừ. Lúc mà bắt đầu làm việc với con á, thì có một số thôi. Bây giờ hai số nghe nó hai số cũng bận luôn vừa lúc chú cũng gọi vô cả tiếng hồi sống với được câu chuyện <laughs> thật sự á, là thưa chú cũng như quý bác thông cảm dùm cho con con rất là là, là à, giống như là à, xin lỗi là bởi vì mấy ngày nay á mấy buổi hội thảo này bận quá trời bận con chân thành cảm ơn thời giờ của quý bác đã đến tham dự buổi hội thảo à, chẳng không phải chẳng những là chỉ là khách của con thôi mà còn có nhiều quý bác không phải là khách của con và cũng tìm đến con để mà ngồi nghe cái đó là một cái mà con rất là quý và um, rất là hân hạnh cho nên là con vui lắm thưa chú và thưa quý Vì. bác hội thảo hả ngồi um, Trật cả phòng từ không có không có chỗ ngồi luôn mà phải mời giống như là nhét <laughs> quý bác nhưng mà ở đây là tạm thời thôi thì lần sau cái chỗ khác nó sẽ khá hơn nó sẽ rộng rãi hơn chút xíu dạ yeah. yeah. nghe nói cháu chuẩn bị vừa giờ chỗ mới hy vọng chỗ mới rộng hơn dạ yeah, sau, sau khi chắc là mùa ghi danh xong thì con sẽ dọn một cái chỗ uh, uh, đỡ hơn chút xíu bởi vì uh, đang mùa ghi danh mà con đi uh, thì con sợ quý bác sẽ tìm uh, cái chỗ hơi uh, giống như cực đó thì con không muốn thôi chịu khó nán ở lại thêm uh, vài tuần nữa dạ ừ. rồi hôm nay con nói gì đi con à, hôm nay đó thưa chú và thưa quý bác con muốn nhắc là ở quận hạt của mình có chương trình edna thì sẽ uh, không có còn cái chương trình này nữa cái đó là chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai là cca cũng sẽ không có còn chương trình này nữa hai chương trình này sẽ không còn ở quận hạt của mình không phải là bankruptcy nha thưa quý bác. chương trình Công ty vẫn hoạt động tốt nhưng mà chỉ là cạnh tranh không có nổi ở quận hạt của Santa Clara của mình. Cho nên là X out. Thì quý bác nào trong hai cái plan này s nào và CCA bắt buộc phải chọn một cái plan khác vào 1 tháng 1 năm 2025. Nếu không thì quý bác sẽ không có một cái chương trình bảo hiểm cover cho mình. Thì khi mình đụng phải chuyện thì sẽ phiền cho mình lắp Sna và CCA là bảo hiểm gì cơ? À đó là cái tên của chương trình bảo hiểm đó thưa chú. Bảo hiểm Ad gì Là Sna và cái CCA ấy, là viết tắt là Common um, Well Care Alliance là của ở um, tiểu bang khác rồi năm 2024 là đi vô quận hạt của mình thử thử coi có làm ăn được không nhưng mà thật sự cạnh tranh hỏng lại những cái chương trình khác cho nên là um, trở về lại uh, quê nhà ở uh, Massachusetts. Yeah. còn S thì chỉ có quận hạt Santa Clara thôi thưa chú và thưa quý bác, nhưng mà ở San Mateo, ở Alameda vẫn còn um, y nguyên, cho nên quý bác nào mà ở Alameda um, ngoài ra ngoài ra của um, quận hạt Santa Clara những quận hạt khác vẫn còn hoạt động bình thường. Dạ, yeah. um, cho nên không có gì phải lo lắng hết. Thì liên lạc với con con sẽ có những cái chương trình cho mình um, thay đổi cho mình có thể là um, tốt hơn hay hơn mà mình uh, thích hơn, dạ. Yeah. Rẻ hơn con? Quận hạt của mình có nhiều cái chương trình không có um, uh, đóng uh, premium hàng tháng thôi chú. Uh, có một hai cái chương trình có đóng nhưng mà phần đông á, là không có cần phải đóng. Như cái bảo hiểm uh, Medicare, uh, phần bi của mình á, uh, thì bắt buộc phải uh, đóng tiền hàng tháng rồi. Thì ừ. năm 2025 sẽ là 185 đồng mỗi tháng tăng lên đó chú. Còn cái tiền... Uh, thu uh, mình lãnh tiền SSC đó tăng lên 2.5%. Ừ. Dạ, yeah. rồi có cái gì cũng muốn thông báo cho bà con nữa không? dạ yeah, uh, thưa có. Uh, con xin nhắc lại số phone của con. 408 310 0315 Dạ, 408 310 0315 uh, Số phone thứ hai là 408 303 6306 dạ 408 303 6306 thì mùa ghi danh sắp đến rồi thưa quý uh, bác uh, mình chỉ còn có hai ngày nữa thôi là để coi hôm nay là thứ bảy rồi uh, chủ nhật thứ hai là ngày 14 tây rồi là ngày cuối cùng con làm buổi hội thảo thì qua ngày 15 tây 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 là bắt đầu là mùa ghi danh để cho những cái chương trình mới của năm 2025 năm sau có nhiều cái cái Plan có mấy cái plan mới ở trong bận hạt của mình à, cho khá là nhiều thì quý bác nên tìm hiểu để biết thêm coi có phù hợp với nhu uh, cầu của mình hay không thì mình thay đổi còn nếu không thì mình ở cái chương trình hiện tại của mình à, thưa chú và thưa quý bác thì mình không cần thay đổi gì hết có uh, ha, được 3 cái plan cho mình lại cái tiền Medicare Hoặc B-Rebate đó thưa chú và thưa quý bác Thay vì mình trả 185 đồng Mà mình được cho lại cái số tiền đó Thì mình trả Ít hơn cái số tiền 185 đồng Thì cứ tìm hiểu với con à, Hoặc là đến gặp con Ở văn phòng địa chỉ là 1661 Burdett Drive um, A2 Là cái số phòng San Jose California 95121 và gọi con ở cái số phone là 408 310 0315. 408 310 0315 và số thứ hai là 408 303 6306. Dạ 408 303 6306. Rồi trong cuộc đối chuyện ngày hôm nay có cái tin tức nào quan trọng mà cháu muốn gửi đến cho quý vị không? Dạ, um, cái quan trọng là và và là lúc nào cũng là quan trọng quý cô chú nào à, chuẩn bị sắp 65 tuổi nếu mà mình sinh ở một tây ví dụ như là một tháng một một chín sáu mươi thì cái thẻ Medicare của mình sẽ bắt đầu vào tháng 12. Và bây giờ thời gian này là mình phải apply Medicare rồi đó thưa quý cô chú mà nếu mình uh, có lãnh tiền hưu sớm thì mình không cần phải apply khoảng chừng cuối tháng 10 hay là tháng 11 là mình có nhận được cái thẻ Medicare mới rồi uh, thì mình được chuẩn bị cho mình một cái chương trình bảo hiểm bắt đầu vào đầu tháng 12 còn quý cô chú nào xin hai tay cho đến 31 tay uh, của tháng thì cái thẻ Medicare của mình sẽ bắt đầu vào tháng sinh nhật của mình à, đó là cái mà rất là quan trọng mà con muốn nhắc nhở và lúc nào cũng nên quý cô chú cũng nên nhớ và mình nhắc nhở người thân của mình luôn để đừng có gặp phải những chuyện giống như là con đã chia sẻ ở cái một hai buổi nói chuyện trước với lại chú chú nam nhà yeah. ừ. Rồi quý vị có một cái mục chúng ta dành riêng cho cô trên trên trang web chúng ta và trên trang YouTube chúng ta đi về vô mà không biết cái bài nằm ở đâu nữa thì đi tìm được không cực nhớ từ đề về đi search engine mà mấy người già không quen cho nên một số người đề nghị chúng tôi chúng tôi mới làm một mục riêng cho cô là thôi cứ quý vị muốn tất cả bài vở cô nói chuyện dồn cho một cái mục khi vô đó một là vấn đề về nhà yeah, Medicare sinh xã hội và một khi đó sẽ bàn với cô chúng ta sẽ đặt cái mục trên cái YouTube đó thì quý vị chỉ bước vô coi cái mục gì đó thì quý vị bật vô cái mục đó quý vị mở giống như bây vô nhà của mình mình mở ra mình thấy đủ thứ bàn ghế luôn đó luôn muốn coi bài nào thì coi cho nó tiện lợi cho quý vị không có không, không, không đi tìm đi kiếm sợ đồ này kiếm đồ kia thì tuổi trẻ nó quen nhưng người lớn thì hơi cực người lớn thì yêu cụ mà gọi chúng tôi chúng tôi hướng dẫn ngay trên cái màn hình nhưng mà hướng dẫn cũng rất là khổ thì bỗng dưng tôi muốn ngồi tôi nghĩ cái là để một cái mục chuyên như vậy thì cái này cuối cuối tuần này chúng tôi có thời gian trống tôi sẽ làm cái mục cho quý vị từ từ quý vị vô cái trang mà truyền hình Việt Nam một coi cái mục của với cô mà 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 vai vai Vườn thì quý vị có mục tiêu gì đó tôi sẽ đặt và quý vị nhớ ngay hoặc là tên của cô hoặc là tên cái đề tài của cô sẽ đề cập đến về Medicare về an sinh xã hội vân vân quý vị bấm vô đó quý vị thấy tất cả những bài nói chuyện của cô trong đó quý vị muốn coi bài nào liên quan tới mình bật ra coi muốn nói ai vô đó coi chỉ chỗ rất là dễ do vậy chúng tôi sẽ make it easy cho everyone cho nó dễ dàng cho tất cả quý vị Hôm nay con còn cái gì nữa? Gọi con đến nghe con thích quá à, thầy chú, con cảm ơn chú nhiều. Ừ. Con còn dạ. còn gì để gọi đến quý vị ngày hôm nay nữa không con? Um, dạ tạm thời là như vậy, nhắc lại quý uh, với chú và um, quý bác là mùa ghi danh 15 tháng 10 đến 7 tháng 12. Um, là cái uh, thời gian để cho mình ghi danh thay đổi. Còn nếu mình không có muốn thay đổi, mình vẫn giữ cái chương trình. Mình chương nói mình ghi tại. danh cái gì cho nó rõ hơn chút xíu. Dạ thưa không? ghi danh Medicare thưa chú, thưa um, Medicare. bảo hiểm Được. Medicare đó thưa chú và thưa Được. quý bé. Um, hàng năm là mùa ghi danh là từ 15 tháng 10 cho đến 7 tháng 12 để mình thay đổi một cái chương trình Medicare bảo hiểm cho 1 tháng 1 năm sau. Dạ. Yeah. Và một lần nữa năm 2025 có nhiều sự thay đổi và thay đổi tốt hơn. Cho nên là quý bác ơi, nhớ gọi cho con nha để tìm hiểu coi coi cái chương trình nào có phù hợp nhu cầu của mình hay không, mình có nên thay đổi hay không, con sẽ tận tâm giúp cho quý bác. Dạ. Rồi con còn gì để nói nữa không hay chúng ta tạm dừng chương trình ngày hôm nay? Mình có thể tạm dừng ngày hôm nay và con nhắc số phone con lại một lần nữa là 408

rồi cảm ơn con xin vâng, cảm ơn vâng, chú dạ cảm ơn chú rất là nhiều cũng như cảm ơn quý bác bỏ thời giờ quý báo lắng nha và xem chương trình của hai chú cháu con